tiếp theo sẽ luồn con vịt qua cây để nướng nhá. Sóc xiên. Một con này. Hai con này. Ba con này. Bây giờ làm sao để cố định được cái ba con vịt này nhá. Đưa cuộn giấy thép đây. Cố định ba con vịt lại. Xin con được nói ạ. Yếu thế. Kìm sắc quá. Xiên một cái qua nách. Sọ vào lỗ. Đốt ra rồi. Vòng lên cánh. Hấp dẫn nhỉ. Khâu mông đít nó lại nữa. Rồi từ từ. Khâu đầu đã xong rồi khâu đít xong. Xoay xoay. Xoay thế này, đôi rồi. Xoay xuống. Rồi. Giờ sẽ lau khô cho nó sạch con vịt đi nhá. Tí khi nào gần chín ấy, thì mình sẽ quét lại một lớp nữa, đó là cái lớp nước ướp da vịt ấy, để cho cái da vịt nó được giòn và ngon, không bị cháy. Thơm. Ok chưa? Chẳng như ngọc trinh. Có phải mang đi quạt không anh? Không. Quạt à? Quạt thì bây giờ chết đói đấy. Đáng nghĩa là phải hòng khô đấy. Đáng nghĩa là phải hòng khô đấy. Rồi ok, bọc những cái đầu cánh lại nhá. Bọc đầu cánh lại cho nó không bị cháy. Tại vì dễ cháy nhất là cái đầu cánh này. Khả năng mình phải bọc cả cánh lại. Tiết kiệm sột sệt thế. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu đem ba con vịt rời này đem nướng. Đây. Ngon chưa? Rồi. Đẳng cấp luôn.
Ok nha mọi người nhá. À, mình sẽ để đây để mình đi sửa cái điện. Để tí nữa mình giải thích cho mọi người tại sao cái lò nó nằm ở đây nhá. Trông vịt của anh em mình nó bé thế này thôi nhưng mà rất là béo nhá. Đấy. Và cái thứ hai là lúc nãy mình bảo tại sao lò mình đặt đấy, là mình định thiết kế một cái bánh xe guồng quay ở chỗ kia kìa. Là nó sẽ chạy vào bánh xe và nó sẽ quay vào, và anh em mình sẽ nướng thịt ở trên cái xiên mà nó tự quay ấy. Nhưng mà mình chưa làm được. Sắp Tết rồi, bận. Giá Tết mới làm được. Bây giờ đang test thử quay tay cho nó như thế nào. Nhìn là khá là ngon rồi nhá. Nhưng mà chưa, chắc là không giòn đâu. Tuyệt vời. Đấy. Ok nhá. Bây giờ sẽ bỏ cái lớp giấy bạc đi để cho cái cánh nó lên màu nốt nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy, thế này. Đúng. Rồi, bây giờ sẽ quét màu, quét gia vị vào da cho nó ngon nhá. Ok rồi nhá. Bây giờ sẽ cho ba con vịt của mình ra nhá. Giờ là sao để cho nó ra đẹp mắt nhất có thể. Bắt đầu cho ra nhé mọi người nhá. Nhìn như kiểu là một câu nướng ấy. Nhìn siêu đẹp luôn. Thịt trời nướng. Wow. Ê, chén ơi chén tôi. Đỉnh cao luôn. Ok nhá, bây giờ sẽ kiểm tra xem vịt của anh em mình chín chưa nhá mọi người nhá. Chân nhỏ tí. Đây là một con vịt là gần như là vịt rời luôn. Cỏ. Ui dồi, nạc, nạc lắm. Nó béo, nó vẫn béo nhưng mà nó nạc thì vẫn siêu nạc luôn. Ui, chảy nước à. Đạt quá. Bảo quá mọi người. Thơm nhỉ. Wow. Thơm lắm. Chín hết nhá. Đây, ngon đấy. Xin. Mời tất cả mọi người nhé. Ngon lắm. Chấm xì dầu mù tạt cơ. Quấn cái lá này vào. Chấm xì dầu mù tạt mình ạ.
Nào. Ngộ lắm. Rồi này. Ngộ lắm mọi người. Ui. Cái đùi. Nhưng mà không có chín được cả. Cái đùi nó ngọt này. Chảy nước. Chín hết nhé mọi người nhá. Đóng bỏng hút đến lột lưỡi ra. Ui, mình cắt cái đùi mà hơi lỗi kỹ thuật. Ui bỏng quá. Gì quá mọi người ạ. Ăn cái gì ngon. Ăn nóng này ngon nhất. Ngọt lắm mẹ. Mời mọi người nhá. Nghĩ luôn. Ngọt mà cái thịt nó dai à, tại thịt vịt đẻ mà. Ngon kinh khủng luôn. Rồi. Thịt mèo. Wow. Ngon dã em nhỉ. Ngon. Ui giời. Ngon tuyệt vời luôn á. Wow. Ăn lửa hết luôn á. Ăn nhất trong luôn nghe mẹ. Ngon quá. Lâu rồi anh em mình mới làm được một cái món nó ngon này. Rồi rồi rồi. Tuyệt vời luôn nhá. Trước cả là mình nướng chín quá. Đó. Cắt ra nó phải đỏ đỏ, khứa ra phát. Nhưng mà cái da nó phải giòn. Nhưng mà mình vẫn chưa biết nướng vịt làm sao để da nó giòn. Thỉnh thoảng mình nướng được giòn. Quá. Có ai có cách mà nướng da vịt nó giòn chỉ cho anh em mình không? Đây này, cái da của nó đây nhá. Hay là chưa chín hẳn được nhất. Hay nướng vịt quá mất kinh ấy. Mình sẽ lọc riêng cái phần da nó ra nhá. Nó không được giòn hay là nó chưa chín hẳn. Ui. Nguyên phần da này. Cái nước nó này, ngọt không? Đây, đây là nguyên cái phần da nó này. Đấy. Nó mà giòn được thì nữa thì cũng là tuyệt vời. Năm bộ ăn nhé. Đó, cho em thử cái đoạn đũa đi đũa đấy. Nước không? Có, từ từ. Anh chảo bỏ cánh cho đã. Cho dễ cầm. Ui, bỏng lắm. Thơm nhỉ, vịt cỏ này thơm ấy. Ngon. Đây, sẽ lấy cho mau đệ cái đùi nhé. Đùi này. Ui, đây. Ai? Bỏng. Ngọt lắm. Thế rồi. Ngọt lắm ấy. Ngọt. Cái này mà hứng vào bát thì ui xổi ôi. Có mèo luôn. Ui. Thế thế. Cái đùi này to chưa? Chân bé tí mà được cái đùi to chưa? Đấy. Không phải dạng vừa đâu. Cái đùi nó không phải là phần ngon nhất đâu, ngon nhất đây này. Cái chỗ phao câu này nó có nhiều xả với kia, nước xả với nước móc mật nó chảy ra ấy. Ngon lắm. Mình phải nhổ bớt lông á. Tại vì lúc nãy thịt cạn cả lông luôn. Thịt không nhổ hết lông. Trừ điểm. Chỗ này mưa mắc mật với xảo ngon rồi. Ngon hơn đùi rồi. Không, đùi nhá. Ngộ cái bạn này này. Bạn này nó mớ mớ này. Sổ. Chấm ngập ngập vào nha. Ngon. Quá. Dài lắm. Vì để mình phải dài. Vịt đẻ nên là rất là dai mọi người ạ.
nước nóng mật kia là ở trong nó một mùi thơm, sao có nước không? Ủa, hết nước à? Anh em mình nướng khô mất phí, lần sau sẽ nướng chín tới thôi, nó sẽ cực kỳ ngon. Mm.